Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch, những đôi bàn tay run rẩy. Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Lù với Kaido đang đấm nhau thì Kaido vác rượu ra ngâm thơ. Ông bảo Trăng hôm nay cao quá, sao lúc nãy mày vuốt phải má bố mày hơi đau. Sau khi Zoro dùng 200% công lực của mình thì cuối cùng cũng đánh bại được King, thằng đặc cầu. À, đặc vụ CB không cũng đã hóng được chuyện toàn bộ các sĩ quan, và Tobi Jobo của băng Kaido đã bị thua. Hắn ta đang mưu tính một kế hoạch nào đấy, nhưng bây giờ vẫn còn hai con quái vật Kaido, và Big Mom có thể ngăn cản được Lù. Big Mom lúc này đang cân hai và đút từng thìa hành vào mồm lao với Kid. Ở trên tầng thượng thì Lù và Kaido đang có một cuộc chạm trán va nhau cực mạnh. Tuy nhiên trận đánh này cũng kéo theo rất nhiều hệ lụy. Nếu Kaido bị thua thì hòn đảo Onigashima sẽ rơi xuống Wado. Lúc đó Wado sẽ phát nổ khiến 10.000 người vô tội chắc chắn sẽ chết. Ngoài việc đó ra hiện bây giờ đang còn một mối nguy khác, con quái vật bằng lửa. Do Kanjiro nghe lời thằng Orochi xuất dại tạo ra đang thẳng tiến đến kho thuốc nổ, lúc này Yamato đã chạy đến cửa vào của kho vũ khí. Yamato không có thời gian để đánh nhau với thằng bảo vệ, nên cô nhờ Fuga giúp mình một tay. Fuga không nói không rằng liền lao vào húc thanh niên bảo vệ một phát khiến thằng này vọt nhịa hết cơm vừa ăn ra ngoài. Sau khi phá được cổng, thì Yamato liền nhờ Fuga ở lại cầm chân thằng kia để mình chạy vào trong tiếp. Chuyển cảnh về Usopp, cậu lúc này cũng đã mang theo phần dưới của Kinemon tới để cứu viện. Đang không biết làm gì vì cả Kiku lần Kinemon đều bị thương rất nặng, cả hai người họ đều nhờ Usopp cứu đối phương trước, vì mình đang bị thương rất nặng không biết có qua khỏi hay không. Usopp thấy địch đông vây lở nên bảo thôi bố mày chạy trước bye bye. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Usopp quyết không sợ hãi nữa và đứng lên chiến đấu. Nhưng oai được vài giây thì cậu đã sợ khóc sùi hết cả nước mũi. Lúc này thanh niên Izo cũng đã tới cứu viện. Vừa tới anh liền vác hàng nóng ra xử lý mấy thằng lính của Kaido. Sau khi xem qua tình hình của Kinemon cùng với Kiku, thì Izo đã xé áo ra ở lại chặn lính cho Usopp rút lui. Phía nhóm Obo thì Draken cùng thằng người khổng lồ Zanki bị bọn đặc vụ xiên cho sấp mặt. Obo thấy kèo này không ngon thì liền cong đít lên chạy. Bọn đặc vụ cũng alo cho nhau để rút khỏi lâu đài này, vì toàn bộ các sĩ quan đã bị đánh bại. Nếu lỡ như thế hệ tồi tệ nhất chiến thắng thì đây sẽ là một tin siêu chấn động. Trên tầng thượng thì Lù đang gồng lên Haki cao cấp để đấm nhau với Kaido. Hai bên lao vào nhau, Kaido giã cho Lù một chùy bay ra xa. Luffy nhân cơ hội nhảy lên cao dùng luôn Gear 3 tung thẳng một đấm vào mặt Kaido. Tuy Kaido đã bị đấm cho văng xuống đáy xã hội nhưng Lù cũng hết mana nên phải nằm gục ra đất thở dốc. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại được tí sức thì cả Lù lẫn Kaido liền vác đồ nghề lên lao vào va nhau tiếp. Momonosuke lúc này cũng gồng toát cả mồ hôi đít để kéo hoàn đảo Onigashima tránh xa khỏi kinh đô. Quay về chỗ Lù đang đấm nhau kịch tính thì Kaido bảo khoan dừng khoảng chừng là 2 giây để tao làm tí oxy rồi múc tiếp. Nói xong Kaido liền vác bình rượu ra vừa uống vừa ngâm thơ. Đêm nay chính là lễ hỏa hội, lẽ ra bây giờ bọn Kaido đang ăn nhậu ở Hoa Đô rồi, nhưng tự nhiên lại có mấy thằng trẻ trâu nhóm Lù tới đây để quậy phá. Kaido mời Lù xem có muốn làm một ngụm với lão không, nhưng Lù không thích uống rượu cho lắm. Tuy vậy sau khi hạ được Kaido thì Lù sẽ làm một bữa tiệc tùng hoành tá tràng cùng với mọi người. Phát này may là Kaido nó mời rượu, chứ Kaido mà mời thịt thì chắc giờ này Lù nó lại bảo hai ba rô với người anh em Kaido rồi. Lù bảo Kaido nốc vừa thôi tí còn đấm nhau, Kaido bảo yên tâm chú tin tưởng anh. Vừa nói xong thì mặt Kaido bắt đầu nhìn phê còn hơn phê cần. Khi thấy Kaido đi loạn choạng với những ánh mắt thất thần và những nụ cười ngờ nghệch thì Lù cay lên bật thẳng Gear 3 lao vào định vuốt má Kaido, nhưng bị hắn né được. Kaido bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu túy quyền và chuyển hóa thành hình dạng nửa người nửa rồng giã cho Lù một chùy phọt cả lốp. Kaido trong cơn phê lại càng uống thêm cho vơi nỗi buồn, vì toàn bộ nhà mình bị bọn thằng Lù phá cho tan tành, nếu mà phải xây lại chắc mất tầm 5 năm. Lù sau khi bị giã một chùy vào mồm thì rên ư vì đau, Lù cay mũi lên lao vào đấm Kaido nhưng đòn sóng âm của hắn cắt cho văng ra xa. Kaido trong cơn phê ngửa mặt lên trời hận đời vô đối bảo ông trời ơi sao, tới giờ con chưa có bồ. Lù thấy thế thì cay mũi lên lao vào tấn công Kaido, tuy Kaido bị say, nhưng cả hai đều giao lưu võ thuật cho người xem một cách mãn nhãn. Cả hai lại một lần nữa lao vào nhau, Lù lần này chạy sang Việt Nam học lõm tuyệt chiêu tông Lào, đại pháp quay về giã thẳng một đòn vào mặt Kaido. Kaido châu chó vẫn chưa gục, hắn lấy đuôi quấn vào chân Lù, và cả hai lại dùng thiết đầu công va nhau thêm một lần nữa. Sau một lúc giằng co thì Lù nhận ra Haki của Kaido càng ngày càng mạnh hơn. Kaido cay cú lên vì bị đánh vào đầu liền há mồm ra khạc một đòn laser vào phía Lù. Lù né được phát đó và nhảy lên trời gồng hai tay to lên tung liên hoàn đấm vào người Kaido. Kaido cũng không chịu thua, hắn dùng liên hoàn chùy để chống lại Lù. Cả hai bên giao lưu võ thuật một hồi lâu liền tạo ra một vụ nổ. Lù nhận thấy sơ hở liền tung một cước thẳng,
vào hạ bộ của Kaido khiến ông ta phọt cả máu. Ở thánh địa Marizoa, Ngũ Lão Tinh đang bàn bạc về việc bãi bỏ toàn bộ Thất Vũ Hải vì những vụ bê bối ở vương quốc Alabasta và Dressrosa. Mà việc bây giờ họ cần làm là giải quyết chuyện ở Wano. Họ không ngờ trận chiến nó lại căng thẳng tới mức này. Mấy lão già này tính chờ cho xong cuộc chiến rồi vào sau KS và xóa sổ luôn cả trái ác quỷ Nika của Lù. Có một số người trong Ngũ Lão Tinh vẫn không tin được, vì trái Nika chỉ có trong truyền thuyết thôi, với nó đã không thức tỉnh sau nhiều thế kỷ. Lão Tinh này bảo không có thật, vậy tại sao chính quyền lại đặt cho nó một cái tên khác để che giấu sự thật về cái tên đó? Ở trong lâu đài lúc này, Ninja Zaizo đang đấm nhau với pháp sư hệ cận chiến đầu chọc. Đầu chọc khuyên Zaizo nên giải thuật tê liệt đi, nếu không lửa cháy tới thì cả hai sẽ đi gặp ông bà mất. Ở tầng 2 trong lâu đài lúc này, đám cháy đã lan khắp nơi. Quân khởi nghĩa không biết chạy đường nào thì ở trên trần nhà cũng đã sập. May mắn là Jinbe đã xuất hiện kịp lúc cứu nguy cho mọi người. Ở tầng Vân Nghệ thì Big Mom bật mốt đồ sát, Phang bỏ mẹ thằng nào ngáng đường mình. Chopper ở gần đấy thì bắt đầu lên cơn co giật, cứ tưởng là có chuyện gì, hóa ra là chủ tịch đã trở lại với hình dạng cũ sau một thời gian cắn thuốc tăng đam. Chopper cũng biết được tác dụng phụ của thuốc, nó khó đoán như thế nào nên cậu rất lo lắng cho Zoro. Về bên phía Zoro thì tuy rằng cậu đã hạ được kinh, nhưng ngược lại vì dùng thuốc siêu phục hồi nên Zoro phải nhận lại gấp đôi sát thương, toàn thân Zoro chảy đầy máu, và cậu dần dần thấy bờ dốc vác theo con hàng hiện về để xiên mình. Ở phía bên trong mái vòm, thì Franky vừa chạy vừa bắn laser tùm lum để tìm kiếm tung tích của Zoro. Vừa đi Franky vừa chửi mẹ cha thằng Zoro lạc đi đâu mà xa thế. Chuyển cảnh về phía đội trưởng băng hải tặc dâu trắng Izo, cậu một mình một súng farm hết đàn lính của Kaizo và đang chuẩn bị rời đi, thì Izo chạm mặt chúng bọn đặc cầu CB0. Tuy rằng bọn này đã biết được thân phận của Izo là ai, nhưng chúng không muốn đánh nhau với cậu vào lúc này. Mục tiêu của bọn chúng là Luffy và Robin. Bọn CB0 sẽ bỏ qua cho Izo lần này, nhưng Izo xây méo. Chuyển cảnh sang Yamato, cô đang tính toán hướng đi của con quái lửa, khi nó gần đến được kho thuốc nổ, thì Yamato liền hóa cáo chạy tới đóng băng toàn bộ bom mìn lại. Thấy đám lửa vẫn không chịu dừng lại, Yamato liền vác hàng lên lao vào giã, cho nó một nhát, ai ngờ nó cay mũi lên quay lại tấn công cô. Quay về chỗ lao, Big Mom đang lướt trên mặt mây như cơn sóng, và tung mấy đòn sấm sét làm tê liệt cả hai thằng lao lẫn Kid. Kid bị Big Mom chém cho một kiếm đập mặt xuống đất. Vừa mới ngóc được mặt lên, thì Kid bị Big Mom giáng thêm một đòn sấm sét nữa vào mồm. Đồng đội của hai băng thấy thuyền trưởng bị thua, nên đành xin Big Mom tha cho hai người họ. Big Mom thấy thế liền cười lớn vì hai thằng này, nãy gáy to thế mà giờ phải để đàn em xin tha cho. Thấy xin cũng vô dụng, nên cả hai băng liền lao lên sống mái với Big Mom để bảo vệ thuyền trưởng. Nhưng chưa gây được tí đam nào thì lính của hai phe đều bị Big Mom farm sạch rồi. Chủ tịch Chopper thấy thế thì vội lao lên cứu người. Big Mom lúc này cũng chuẩn bị lên tầng trên để hóng chuyện giữa Lù với Kaido. Lao vẫn chưa ngất hẳn, cậu bật zoom lên dùng toàn bộ mana còn lại sử dụng ulti. Lao tạo ra một cây kiếm dài hơn 16cm đâm thẳng một nhát qua người Big Mom. Tuy nhát đâm không gây sát thương vật lý, nhưng Lao nó lại lên cả sách phép nên đòn đó được tính thêm đam phép và khả năng sốc điện khiến Big Mom ngất ngay tại chỗ. Đoàn quân linh hồn thấy thế thì xông lên bảo vệ mẹ mình, nhưng tất cả đều bị Kid đồng nát hút vào tạo nên một bộ giáp Iron Man phiên bản sắt vụn. Sau khi hoàn thiện bộ giáp thì Kid lao lên vồ thẳng vào người Big Mom, cả Lao lẫn Kid đều liều chết sẵn sàng đổi mạng để Big Mom không thể lên được tầng trên. Kid đang giằng co với Big Mom thì hắn nghĩ lại những quá khứ đã trải qua với mình, nào là lần chơi ngu bị Sanks đập cho gia nhập hội khuyết tật, sau đó lập liên minh với Hakim và Obo thì bị bọn nó phản bội, sau đó lại bị Kaido xích vào tù cùng với thằng Lù. Chuyển cảnh sang Yamato thì cô đang vác con chùy của mình chiến đấu với ngọn lửa, ngăn cho kho thuốc nổ không bị cháy. Nếu để điều đó xảy ra thì sẽ có rất nhiều người bị thiệt mạng. Ở trên trời, Mono cũng cố hết sức kéo hòn đảo rời xa Hoa Đô. Tất cả mọi người đều đang dốc hết sức để chiến đấu, nên cậu không thể nào là người duy nhất thua cuộc được. Mono liền hồi ức về gia đình và những con dân đang sinh sống ở Wano. Cậu cố hết sức của mình cuối cùng cũng có thể kéo nó di chuyển được một tí. Đang dặn như dặn ẻ để kéo hòn đảo thì Mono nghe thấy một tiếng gì đấy phát ra, có vẻ như đây là âm thanh từ con voi khổng lồ ở đảo Du đang cố nói điều gì đó. Quay về trận chiến giữa Big Mom và hai siêu tân tinh Lao với Kid, bà ta đang gồng cơ mông hóc cơ đít để cản lại con trâu làm từ đồng nát. Kid nhân cơ hội Big Mom đang bị khống chế thì hắn liền bật pha chiếu thẳng vào mặt Big Mom. Vì bị dính choáng từ đèn pha nên Big Mom đã bị đánh bay ra xa và hộc máu mồm. Cả hai băng hải tặc thấy thế thì cứ tưởng đã hạ gục được Big Mom nên nhảy cửng lên ăn mừng. Lao thấy Kid được tung hô nên liền dịch chuyển lên tranh công. Anh luật bảo do Big Mom dính phải chiêu của mình trước nên Kid mới có cơ hội tung ra đòn dứt điểm đấy. Và thế là hai thanh niên liền lao vào combat mõm với nhau.
để xem thằng nào mới là người gây sát thương lớn hơn, vào Big Mom. Lúc này Big Mom cũng đã tỉnh dậy với một cánh tay bị gãy, bà ta khen đòn đánh của Lao nguy hiểm, nó tạo ra chấn động từ bên trong và làm gãy xương sườn của mình. Lao nghe thế thì liền hãnh diện vênh mặt lên và gáy với Kit. Với cánh tay bị thương, thì Big Mom đã tạo ra linh hồn cho những khúc xương bị gãy, và đã bình phục hoàn toàn. Lao vì đi theo thằng Lù đã lâu nên học được bí kíp sai vật của nó, cậu liền bảo mình hết mana rồi và tạm thời không thể ra chiêu được nữa, nên Kit phải lao lên làm support cho mình để Lao hạ gục Big Mom. Kit tuy rằng cay vì bị thằng Lao nó ra lệnh, nhưng hắn cũng phải lao lên ngăn chặn đòn đánh của bà ta. Nhưng lần này chỉ với một nhát chém đã khiến người sắt của Kit bị xẻ ra làm đôi. Big Mom bảo mấy thằng lom dom như tụi mày thì tao đã thịt hàng trăm thằng rồi. Kit lúc này lao lên tạo ra từ trường đánh dấu vào đầu Big Mom, và dính chặt bà ta vào tường, và dùng châu sắt tấn công từ phía sau. Nhưng nhờ nguồn sức mạnh châu chó của mình, thì Big Mom đã phá nát lâu đài phía sau và đỡ đòn đó của Kit Easy Game. Kit không chịu thua, hắn liền chui thẳng vào váy Big Mom đánh đấm túi bụi ở phía trong, mà cho AD hỏi câu này nhé. Không biết Kit chui vào đấy có bị khó thở không nhỉ? Bạn nào biết Kit có thấy hay nghe thấy mùi gì thì comment cho AD biết nhé. Vào được vài giây thì Kit liền lao ra ném thẳng một đống sắt vụn vào mặt Big Mom. Sau khi hồi mana thì Lao xuất hiện, cậu liền dịch chuyển lên và đâm thẳng kiếm qua mặt bà ta. Big Mom cay lên bắt được Lao và đập cậu xuống đất, nhưng anh hổ đã kịp dịch chuyển đến chỗ khác. Lao hỏi Big Mom biết ông Mi không? Lao lúc này có Blay Minato đến từ làng lá, anh dịch chuyển tùm lum, sở băm kỹ năng và cấu cho Big Mom tụt cả đống HP. Kit cũng nhân cơ hội này lao lên dập liên tục vào mặt Big Mom. Bị ăn hành nhiều quá nên Big Mom đã hợp thể ba đứa con của mình lại, tạo ra một bản linh hồn mạnh vãi trưởng. Ngay lập tức nó lao lên đấm cho Kit không trượt phát nào. Trong lúc định ra đòn kết liễu Kit, thì Lao dịch chuyển lâu đài đổ nát cho nó rơi vào đầu Big Mom. Nhờ đó Kit mới thoát được một mạng. Sau đó nhân cơ hội Lao phóng lên, tung ra đòn ulti cắm thẳng kiếm vào ngực của Big Mom. Lao hô biến cho cái kiếm dài ra cắm thẳng qua hòn đảo và đâm vào lõi của Quano. Tuy vậy nhưng chiêu này cần thời gian tụ lực nên cậu cũng bị Big Mom đấm cho u đầu. Nhưng khi tích đủ nội tại thì Lao liền tung một đòn sốc điện khiến Big Mom tê dại và cả nguyên hòn đảo bị thủng một lỗ. Lúc này Kit tập hợp sắt vụn tạo ra khẩu đại bác siêu nhân gao bắn thẳng vào Big Mom. Đang bị thất thế nhưng mẹ lớn vẫn cười như được mùa vì bà ta biết hai thằng nhõi này đã dốc toàn lực rồi. Tuy có thể dồn được Big Mom vào đường cùng, nhưng cũng không thể giết được bà ta. Đám lính của hai băng thấy Big Mom chịu được từng đấy chiêu thức, mà vẫn chưa ngỏm thì bảo mụ này có họ hàng gì với vua Lì Đòn chăng? Lúc này mẹ lớn cho bọn chúng hai sự lựa chọn, một là từ bỏ 50 năm tuổi thọ hay vẫn sống và trở thành nô lệ cho bà ta. Các thành viên băng hải tặc đồng nát và hớt quên thuyền trưởng của mình nên bỏ chạy đi, không thì Big Mom sẽ hút hết tuổi thọ mất. Tuy vậy nhưng hai ông nhõi này vẫn sững mà không bị hút một tí linh hồn nào. Điều này chứng tỏ hai người họ không hề có chút sợ hãi nào. Lao nhân lúc Kit đang giằng co với Big Mom, thì cậu tạo một quả bóng rung bao bọc lấy bà ta. Tuyệt chiêu này bắt chước theo trái ác quỷ mà ông anh của cậu đã sử dụng, nó làm tan biến mọi tiếng động trong phạm vi đó. Chiêu này mà dùng cho cặp vợ chồng nào mới cưới thì hết nước chấm anh em ạ. Đêm đến hàng xóm đỡ phải bị tra tấn tâm lý. Kit sử dụng lợi thế mà Lao tạo ra, hắn liền gồng cơ mông Hawker đít tung toàn bộ năng lượng bắn Big Mom xuống đáy xã hội. Đứa con của mẹ lớn cũng tính cắn lén sau lưng anh Luật, nhưng chưa kịp làm gì đã bị Lao chẻ đôi tiễn xuống nộp CV cho anh Diêm Văn Vương. Yamato đang đấm nhau với đám lửa thì thấy Big Mom rơi xuống, tuy không thể tạo ra âm thanh gì, nhưng bà ta đã cố chụp lấy quả bom khiến nó phát nổ. Yamato thấy thế thì lao lên đóng băng ngăn chặn vụ nổ xảy ra. Còn về con quái lửa chắc là do hơi rén nên đã quay xe về với Orochi. Bên chỗ rồng lộn Mono khi chứng kiến mẹ lớn bị đánh bại, thì cậu liền hừng hực khí thế cố kéo Onigashima ra xa khỏi Hoa Đô. Big Mom lúc này cay vãi đạn vì bị Oda nép cho thua sấp mặt, mà trước khi ngỏm bà ta hồi ức về cái lúc vua hải tặc bị xử tử, cũng vì câu nói của ông ta đã khiến cho thế giới hải tặc mọc lên như nấm, và bà ta khá là cay cú khi bị Roger báo cho phải thua dưới những thanh niên hải tặc do ổng tuyên truyền. Về chỗ của Rổ, tuy là vua địa ngục, nhưng anh vẫn bị bờ dốc cầm hàng dí cho đái ra quần. Bên phía hai thanh niên này đang thi ai là vua lì đòn, họ đọ với nhau xem thằng nào bị thiêu trước, cái kết là ông đầu cắt chọc này đã ngã xuống. Ở chỗ Orochi đang ngồi nghe đàn, thì hắn bị một trận động đất làm cho sợ xanh rái, còn Big Mom lúc rơi tự do thì bà ta thấy khung cảnh náo nhiệt của Hoa Đô, ngay lập tức mẹ lớn nghĩ về quá khứ, những ngày tươi đẹp của mình cho đến cái ngày bọn lù nó đến báo cho mình sấp mặt. Hồi ức xong thì cuối cùng Big Mom cũng bị rơi vào dòng dung nham và đã dừng cuộc chơi tại đây. Băng hải tặc của Lao và Kit đều nhảy cẫng lên vì thuyền trưởng của họ đã hạ được mẹ lớn, chắc chắn tin mà bị truyền ra ngoài sẽ chấn động toàn cầu. Yamato sau khi đóng băng kho vũ khí thì cậu liền đi gặp Mono,
Momonosuke liền nói cho cậu nghe một chuyện, đó là con voi của đảo Du sẽ đến đây. Mono nghe được lời gọi của nó, mà con voi đó là đồng đội của Joy Boy đã gây ra tội ác 800 năm trước. Video đến đây là hết rồi, anh em vui lòng cho mình một like, một đăng ký và comment khen hay ạ. Bye bye mọi người.